Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Chiến Trường Gaming Minh của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại chiến tập cùng mình tựa game ARK Survival Evo Mod AB phiên bản Pro Max tập tiếp theo. Thì tập này là tập thứ 19 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ lên đường triệu hồi cái con boss hệ Âu. Đó là cái con Spino, con Balante gì đấy. Tí nữa chúng ta sẽ đánh nó. Nó cho mình đồ, xong rồi mình về nhà mình chế tạo ra cái đồ để mà tem nó luôn. Với cả bữa giờ là mình đánh hệ Originally nè, mà nó không cho cái mảnh hóa thạch số 6. Không biết là đánh bậc Originally hay là đánh bậc U nó mới cho mình mấy cái mảnh hóa thạch ta. Bữa giờ thiếu hai cái cục fossil nữa, fossil hóa thạch số 6 để mà tiến hóa cái con này lên đây. Vui vãi quýnh hết boss Originally luôn rồi đấy, nhưng mà nó không cho. Mình nghĩ chắc là phải đánh hệ Âu nó mới cho. Đây rồi, lên thời hệ Âu nhé. Hệ Âu thì để mình coi bao nhiêu con đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cái con quái vật số 7 này thì tập trước mình bắt rồi, bây giờ còn 9 con. Vậy là chia ra là mỗi tập như thế mình sẽ bắt 3 con nhỉ. Khởi đầu với lại cái con Spino 3 lần trước. Rồi, để xem coi đủ nguyên liệu không ta. Để không đủ. Rồi, cắt mấy con này đi đã. Tập trước bắt bắt được con ong nè, bắt được con tê tê nè. Đâu rồi, Balante. Từ ở đây có không ta? Balante. Rồi, không có luôn, rồi phải tự xâm. Mấy bữa thì nó xuất hiện đầy nhà rồi, thiếu năm cái gì đây, thiếu năm cái miếng thịt ô à. Ok, rồi chúng ta phải đi giết năm mấy con ô đó mới đủ nguyên liệu. Đánh năm con ô bất kỳ là được. 72 79. Ủa, khoan, đi blo, ủa, đâu, 13 59 chứ, lộn, 13 59, con số mấy đây? Số 7. Mười ba năm chín. À đây, cái con mà hôm bữa mình nói nè bạn, cái con phiên bản bé hơn của cái con kia nè. Đâu ta, đi blow. 13 59. Ủa, con này con epic mà ô đâu nhỉ? Ủa, ừ nha, để mình check nào, con nó bé xíu à. À đây, nó đây nè. Lụm nó. Ui, level 390 luôn rồi. Dữ vậy. Rồi, một con.
Tiếp tục mình sẽ kiếm mấy con nào Âu gần gần tí đánh cho nó nhanh. Kencho, ôi Mammoth nè. Mammoth thì nó tập trung ở bên núi băng. Hai mươi hai bốn mươi tám, 22 48. Rồi đi qua đây xíu. Thiếu 5 cái miếng thịt. 22 48. Đâu? À đây, thấy rồi, thấy rồi. Dương, chính là nó. Ủa, đây là Legend mà. Đâu ta? Cái con đó màu xanh dương, nhưng mà không phải màu xanh dương này. Ủa, như bên đây nè, một triệu rưỡi máu. Rồi hai con, thêm ba con nữa. Rồi 5975. Úi giời ơi, ở trong rừng này thì vãi trưởng đấy. Năm mươi chín chắc cũng gần gần đây thôi. Đâu nhỉ? À, ấy 59 hình như đây. À đây. Ủa, originally Legend. Hình như đây mới đúng nè. Ok. Chúng ta nó Âu. Gần Âu. Rồi ba con. Gần hai con nữa. Sáu mươi mốt, 65. 61, 65. Uầy. Rồng robot Abi. Nghe tiếng nghe ghê vậy. Rợn hết da gà. Đây. Rồi một con nữa là đủ. Năm chín quay lại đây. 68. Bên kia nó quấn kìa. Nghe cái tiếng.
tiếng cái con rồng nó bơ ca chưa? Quái chè đậu. Ủa mà con này có cái bộ ích vậy? Còn nó hai cái tên là nó xỉu à. Ủa mấy con đó tưởng là phải mấy tỷ tôi bộ chứ con này có 8.7 triệu à. Rồi mày xỉu. Ủa đâu ta. Ô 5 9 6 7 nhưng mà 75. Ủa 59 67 58 đây kế bên rồi đấy, nhưng mà nó chỗ nào ta? Từ nha, để mình check một tí nào. Nó bé xíu xíu xíu. Nó thấy quá. Ui con này hả ta bu. Ui da. Hả ta bu đốt đau nha, không giỡn. Ủa không thấy nó ta. Oh, rồi tới rồi. Rồi, đủ đi về. Lựa con to không lựa, lựa nghe mấy cái con bé xíu 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 kiếm hơi ngu người tí. Đây rồi. Đã đủ. The Bino Balante. Chua hay rồi, thu phục nó thôi. Tiếng gì ta? Con rồng ami chạy. Hello mấy con sâu. Mày ô với tao hả mày? Đấm mày chết. À, vào nữa. Dưới đây uống mày xả hết. Hút luôn. Đấy, chống chỗ đánh cho lẹ. Ok. Get go. Đây rồi, mình sẽ xâm ra con Sabino Balante này. Con này bao nhiêu máu ta? Hình như là 150 triệu máu à. Mấy con originally là 80 triệu, con này 150 triệu máu thì phải. Sao, Blacking cân thoải mái. Con mình tiếp 300 triệu mà các bạn, sợ gì thằng này, ấy 150. Mà 150 nó bò. Nó không đánh lên turbo là mình không chở. Nó đánh turbo thì cũng mệt, chứ nó đánh thường là mình cân cái một. Rồi, mình còn quánh mấy con rồi. Đừng cách tỷ máu.
con này 150 nhầm nhò gì đâu. Phải ngứa. Mà con này nó phát nhanh vậy. Rồi lụm. Đây rồi. Được cái core of pain quặng với lại được cái token. Rồi. Giờ mình bắt cái con Sabino này trước đây. Và mấy cái con boss phụ mình sẽ bắt sau. Tí nữa đánh thêm nữa. Trước mắt là bắt con Sabino này trước đây đã. Mình unlock gọi là thêm được đồ ăn thẻ tabu rồi đấy. Rồi Balantea Call of Ben. Rồi nha. Có cái này để mình upgrade cái nỏ lên cấp tiếp theo cái đã. Lên được nó cái này sao như đây Thunder Punishment trong bằng cấp cuối là Doomsday. Doomsday là đánh đến con Arai là sẽ unlock được The Sure. Đấy lên cấp nỏ đánh thêm một con nữa thì upgrade thêm cái khẩu shotgun này nữa ngon. Tiếng con gì vậy ta, nhức cái đầu nha. Chỗ nào ấy này à, và nhức cái đầu. Ủa không phải con nào ta, biết con nào nhỉ? Diplo Tabu. Ủa, viên Kaiju Originally 400 ngữ luôn kìa. Mới được Turbo ra luôn ấy. Để mình xem coi cây này bắn lên được bao nhiêu Turbo đây. Cây kia là 5 triệu. Rồi, ui lật nhanh thế. Khoan nhá, để mình test thử cái cây này coi. Ui lên Turbo nhanh lắm. Rồi, ngon luôn. Whip rồ liền. Rồi. Bắn cái một xỉu luôn. Quá đã. Rồi, chụp nữa cái con Sabino này bắt thôi. Nó díp rồi. Cái nỏ cũ hình như bắn là 5 triệu, cây này bắn chắc phải tầm 20 triệu nhờ. Đây rồi. Ui, những con Sabino kìa. Con này gần 75 triệu nha các bạn. Mình sẽ cho nó thử một tên là nó lên bao nhiêu đây ta. 33 triệu. Như vậy là 3 tên. Ba tên xỉu. Rồi lụm. Mày kiếm cháu hả? Cái gì bên đây rồi đây mày? Như mình hết đồ ăn rồi thì phải. Kiếm một cái đồ ăn Âu đã.
Obsidian với lại hai sâu à, hết từ hết Obsidian rồi. À, chà 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 chà. Hết nhà mình mà hết Obsidian hả vãi cái chưởng. Bữa giờ cũng không có đi đặt Obsidian, không để ý. Cái này nó cần Obsidian. Obsidian à, được. Qua bên đây chắc bỏ được một tí. Vài cục nữa. Rồi đấy. Tầm mày là chế được thêm khớ khớ nữa rồi. Ok, về thôi. Ây da, lộn. Được hơn 15.000, gần 16.000. Thiếu cái gì ạ? À? Ủa, chết lộn. À, chết lộn các bạn ơi, thấy cái màu hồng nhầm. Đây, mình lộn. Đi chế cùng em biết làm gì vậy trời. Lộn. Tí. Giờ mình cũng đâu cần em biết gì nữa đâu ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cái yên à. 8 cái yên của ô đúng không? Đấy, lên thời luôn 8 cái. Đấy, mỗi cái là 350. Má chưa kiếm được cái hóa thạch 6 mà bây giờ muốn tiến hóa con này thì cần cái hóa thạch số 7 à, quái cái nồi. Giờ làm sao ta? Giờ làm sao chúng ta có thể kiếm được hóa thạch số 6 nhờ? Mình còn phải tiến hóa cái con Black King kia lên nữa. Đây rồi. Không biết hồi nữa mình sẽ đánh thử lại mấy con boss rồi hay là mình xui nhờ, bữa đánh hết sạch mấy con boss này. Hình như là mình đọc những cái lời bình luận của các bạn thì các bạn kêu là đánh cái con boss rồng xương này thì nó sẽ có xác suất rớt ra được hóa thạch số 6 à. Để bữa sau mình sum ra 10-20 con mình đánh thử coi để xem coi nó có cho được mấy con hóa thạch số 6 không, chứ đánh hết mấy con ở đây rồi không rớt ra.
Lên thời hóa tập số 7 luôn rồi, vãi chưởng. Rồi, test đam ơi. Con này vượt cái 66.000 đam nữa mà. Đây là chưa up gì hết trơn á. Đấy, thường này. Con này tác nhanh vãi. Vãi. Chiều hồi mấy cái quả cầu nước kìa. Dữ vậy? Sao con này nó đứng bằng hai chân sau luôn nhờ? Sao nó đi bằng bốn chân đi ta? C kìa. Ồ, chiêu C nó là thả ra mấy cái quả bong bóng nước xong rồi nó để lại một cái vũng nước luôn. Đứng trên đó bị rút máu. Chiêu X coi. Chiêu Q, chiêu R. Không có. Đấy, các bạn xem cái vũng nước này nó. Con này bị dính hiệu ứng The Mask of Rain. The Mask of Pain. Được nha, được nha. Con này có vẻ như là gây đam hơi bị xỉn đấy. Mình đánh giá cao con này nè. Rồi giờ nâng mắt đam máu cho nó. Melee đam. Con này có cần nâng sự bích không ta? Chắc nâng luôn đi. Cho nó lên 153% để nó lết cho lại. Con này để mình mang xuống nước rồi xem nó kích hoạt được cái hiệu ứng gì. Ồ không à, nó không kích hoạt được hiệu ứng của mấy cái con Sabino khi mà chạm được nước nha. Ồ nó quật ra, cao rồi. 4 1 triệu 4 đam đồ ngon ngon ngon. Con kia đánh lần có mấy trăm mà xài chiêu mới đam to. Chị hồi mấy quả cầu nước nè. Để lại hiệu ứng luôn nhờ. Được đó chứ. Rồi thử mấy quả bóng nước nè. Để trên đây bị đốt. Bị rút máu 250. Con này được đó nhờ. Được nha. Ngon ngon. Hợp lý hợp lý. Được nha, để xem nào. Chắc là chúng ta sẽ bắt thêm một hoặc hai con nữa. Nhưng mà mình đang chưa biết là chúng ta sẽ chọn cái con gì đầu tiên nè. Từ nha. Element Metal, cái này thì được, cái này con này có vẻ được. Con này thì cũng có thể gọi được nè. Con này nguyên liệu y chang, cũng y chang luôn. Y chang nè. Được luôn. Ở đây nó không có đòi hỏi thêm cái nguyên liệu gì của cái liên quan đến mấy con bộ xương này nhá. Vậy đỡ. Thì nó bắt đi bắt kiếm mấy kia nữa ngu người luôn ấy. Ở lóc lên tới tabu luôn nữa bạn. Rồi. Nhưng mà phải mấy tập nữa chúng ta mới đi bắt thú tabu. Bây giờ mình bắt cho xong mấy cái con ở cấp bậc U này cái đã. U nè, U thì hay là mình thấy con nào đứng đầu mình bắt con đó nha. Chắc là mình sẽ bắt cái con Segalin này đi. Được á. Để mình quất thêm một con Segalin này nữa. Chưa biết là con này nó mạnh hay không. Rồi con này bao nhiêu máu vậy? 255 triệu. Nếu mà tiến hóa lên thì nó sẽ khỏe hơn. Nhưng mà làm gì có hóa thạch số 7 đâu mà tiến hóa. Số 6 còn chưa có đâu ra mà 7. Khó khăn thế nhờ. Rồi, ba lan te.
Còn số máy hình như số 7, số 8, số 9 gì bên đấy đấy. Đánh nhau. Tát mình gọi là u đầu liền. Rồi. Sabino quánh Sabino. Tới thôi. Mình nhớ cái con này nó có cái hiệu ứng gì mà có cái cục nước trên đầu dội, hay là chỉ có boss mới được thôi nhờ. Còn mình tem xong là nó hết rồi. Đây 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 nè. Nó vô hình boss nó mới được các bạn ơi. Còn mình không có. Tác nhau mọi người. Bộp 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 bộp. Đánh nhau mày. Đang quấn mình nhờ. Lơ mình luôn kìa. Chó này. Chạy hoài vậy. Hèn 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 thằng hèn. Thằng hèn. Đợi đi. Ui da, à, đốt mình đâu hết chứ. Mấy hồi. Đau nhè. Mấy cái con này nó. Nó hụt stamina. Cái là nó đói nhanh cực kỳ. Rồi đi về. Gửi là lấy cái token thôi để triệu hồi ra cái con Sugalin này. Rồi đợi tí. Ray lên để sống sót gần tiếp theo. Ray lên, ôi, upgrade lên nó cần da tabu quá. Ố đù, thế thôi thôi thôi. Mình để dành da tabu lại mấy bữa sau rồi biết, bữa sau lại hết nữa ngu người lắm. Phải đợi con này tiếp đi. Rồi, Segalin. I show you. Đâu rồi nhờ? Đây. Segalin này. Biết con này đẹp không ta? À, Lante. Tập sau thì chắc là mình sẽ gọi ra con rồng Flame Dragon. Đấy, cứ theo thứ tự từ trên xuống dưới các bạn đây. Tập sau là Flame Dragon. Con này hai con này thì chưa biết hình dạng nó như thế nào, nó chỉ có hai cái biểu tượng của cái mod AB này thôi. Tập sau sẽ rõ. Rồi, dùng con Black King đánh tiếp đi. Black King điều đam ngon. Con kia nó cứ chạy hoài, nhức cái đầu. Tao vẫn chung thủy với lại anh Black King. Này đang để chế độ cho bắt xịp rồi, ok. Dứt Segalin. Bật.
Không biết con này nó cho hóa thạch số 7 không nhỉ? Nếu mà cho hóa thạch số 7 thì chắc là sẽ giữ lại để dành tập sau mình thử quánh một đống mấy con boss thử để kiếm hai con hóa thạch số 6 đã. Đó là mình tiến hóa cái con Blackkin này lên, sau đấy có được hóa thạch số 7 là quất con này lên phát nữa. Đây rồi. 800 triệu màu. What? Really? À con này 800 triệu màu hả? Đù. Đù 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 căng 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 căng. Căng nha, căng nha. Cái đó mình lên tôi bộ không ta? Quán tôi bộ là mệt á. Ai da, lên 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 tôi bộ holy moly. Căng á, ơi. Con này căng thẳng đấy các bạn ơi, không đùa đâu. Con này mạnh nha, nó đánh lên tôi bộ đấy. Phải bơm liên tục, phải bơm liên tục đấy. Giải giải. Giải turbo. Rồi đây đây, thấy chiêu chưa, thấy chiêu chưa? Đù. Đấy, bắt đầu lên lên hệ này là bắt đầu khỏe rồi nè. Nghĩ đánh giảm được lắm chứ. Hả? What? Ok kìa. Gì đây? Chết rồi. What the fuck? Con bà gì vậy ta? Cái nồi mình chết trên thú luôn mà, ảo thật đấy. Các bạn thấy ảo không? Chết trên thú luôn mà. Quái rồi. Chiêu gì á? Chiêu gì mà mình chết trên thú vậy ta? Cái chiêu bạn kiếm nguy tông. Cái gì? Đầy máu đã luôn rồi. What the fuck? Đầy máu đã luôn kìa các bạn. Đù. Đây đây cái chiêu này nè. Lục bạch thần kiếm, bạn kiếm nguy tông vậy nè. Thế rồi. Đố này khó nè, đố này bắt đầu khó rồi nè. Chạy à, phải chạy à, phải vừa khoảng cách đấy. Nhiều khi mình không để ý nó quất mình cái nó chế cái nó đầy máu rồi luôn mà. Ui 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 đau đau đau. Thì là tí nữa phải dùng con rút phim hay con gì ấy. Đây à. Úi dồi. Ôi. Tí nữa mà thấy nó tung chiêu là chuẩn bị chạy rồi các bạn. Thấy cái chiêu quẹt này như là cái đam lên mình hay sao nè. Hit and run. Ui.
Ấy cái chiêu đó thì sao á? Chiêu đó nhưng mà mình chết bởi chiêu đó đấy. Rồi biết rồi nha. Tao biết mày xài chiêu đó rồi nha. Tao chạy ờ. Đến trong 2-3 hit trong chạy. Quýnh đâu đi. Tao chạy ờ hụt. Con nào mà nói cái gì ta? Ê! Rồi! Nữa! Cái gì vậy ta? What the fuck? Cái con quýnh cái quả chiêu đam ở đâu ra nhờ? Đủ đen. Đồ. Hay là dùng cái con này thử ta. Con này đứng ở trên cao biết đâu nó không quýnh tới. Bà nó cái gì bên đây vậy? Hai thằng luôn mà. Đỉnh mệt. Rồi. Tao cầm Sabino ra quánh thử với mày nè. Anh lệnh này. Nó hồi full máu được rồi được rồi. À chưa ấn chưa hồi full máu lại. Cũng tác thôi. Mày. Con nó vỗ kìa. Ủa chết. Ok. À đó. Không chạy được các bạn ơi. Cái chiêu này nó giật. Đam mình tích ở trên cao vậy đó mà vẫn chết nè. Khó đấy. Ồ, cay nhờ. Lan tè quỷ gì đâu không à. Rồi sư ba nó giờ đối nào giờ ta, còn con nào hay là xài đến cái con này nhỉ? Thử coi, mình sẽ đứng ở trên cao mình sẽ bam chiêu xuống thôi. Con Sirena này chiêu nó hơi bá đạo. Ơ rồi full máu lại luôn mà đù. Đứng ba trên chờ đây mà bị nó lụm nữa thì cũng bây giờ an toàn chỉ có cách là không bị nó ta ghét thôi. Vậy thì may ra sống được. Chứ nó mà ta ghét thì nó thải nó nổ cái bụp một cái một là chim thú chết luôn. Rồi mình lại xài chiêu cũ quánh giống như quánh mấy cái con người xương kia vậy. Nó cứ đứng ở trên sờ ba chục phải tí nữa là chết. Hơi lâu tí các bạn thông cảm nhé. Cái vụ nó kìa. Nãy giờ chết mấy lần rồi cay rồi. Giờ phải chơi chích lõ thôi.
Nếu mà đánh cương solo 1-1 thì đánh được, mình cứ hồi máu với lại giải turbo là ok. Nhưng mà mấy cái pha mà nó giật nổ bất chợt, mình không chú ý là nó lụm luôn. Đây là dụ. Ê, đây đây đây, vô chuồng hóc đây, vô chuồng hóc đây. Đúng rồi, con lợn. Đi đâu đây, đi đâu đây? Quay. Đâu ấy nhờ? Con này có chịu định thân à. Múa kiếm kìa, múa giáo rồi. Đây nè. Ê. Chơi hèn, cứ bay hoài, đi hoài mày. What the fuck? Cái gì mà cứ chạy hoài vậy, bro? Mày đứng yên một chỗ xem nào. Ôi, không lẽ mình xây xây cái lồng để dụ nó vô các bạn? Chơi sang như kiểu chơi vanilla bình thường luôn nhỉ, xây cái lồng xong rồi dụ nó chui vào. Ở góc này có vẻ là ok rồi đó. Nó không đi nữa nè, nó đứng ở đây, nó đứng ở trên phun lửa xuống lượm tiền. Nó cứ đứng đây là tí nữa nó chết à. Ui, các bạn thấy nó có cái đầu hiện cái hiệu ứng cái đầu lâu đỏ đỏ bay lên không? Rồi, 500 triệu máu nữa. Rồi, nó lại đi nữa rồi, con bà nó. Bạn sẽ đặt tên cho cái con này là cái gì đây?
Đủ. Đã bay trên cao trên đó rồi mà vẫn bị nó đấm một cái chết đó. Con chó này. What the hell? Khó vậy. Bị cao tơ nó chạy. Bây giờ chỉ còn chiêu nào nữa nhờ. Chiêu nào nữa ta, còn con nào nhờ, từ nha. Nè, khó chịu thật sự. Basilic Marina Cuscus. Hết rồi. Thôi. Bây giờ mà bay qua lại vậy đó mà nó phun máu là vãi nồi đấy. Cái đồ nó lại phun máu rồi các bạn ơi. Đờ tèo 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 trời ơi, tôi bất lực quá mà. Ai thì chiêu cuối đấy, còn thì chiêu này thôi các bạn, đứng đứng ở trên xả xuống thôi. Bây giờ chỉ có đứng đây cầu nguyện cho nó không có gặp chiêu tới mình thôi, còn bao lâu nó chết thì không biết, chắc tầm 10 phút hay 20 phút gì đấy. À, chúng ta cứ đứng ở đây, chúng ta giả cho đầu nó giống như hôm bữa mình quýnh cái con boss cũng y vậy đó, con quái xương cấp 7 cấp 8 gì đấy. Hy vọng cuối đây. Cái này thì đánh nhanh hơn con Riffin tí. Như pin đốt có 56.000, con này đốt được 203. Ồ, sao có lúc được 200 mấy, có lúc được có 136.000 vậy trời. 84 136. Ráng bắt được cái con này đi là bữa sau mình dùng chính cái con Segalin này mình đấm mấy cái con kia nó đỡ vả. Cái mấy con này 800 triệu máu lần, bắt đầu lên đến hệ cái boss hệ Âu này nó khỏe hơn hệ Originally rồi. Mấy con Originally hôm bữa là có 80 triệu thôi, bây giờ lên 800 triệu gấp 10 lần. Ui rồi. Sau hệ này là lên tabu nữa, nó gấp 10 lên nữa là ăn cướp luôn á. Mình nghĩ chắc lên khoảng tầm 2 hay 3 tỷ thôi chứ không lên 8 tỷ đâu. Tỷ là quýnh cái đâm chó. Rồi con Ara lên 80 tỷ máu nữa, nghỉ game luôn.
Ô, cái chiêu này đánh càng xa đam càng to à. Đứng gần đam có 136 rồi, đánh xa được 203.000 rồi. Rồi, giờ chịu khó có đứng sẽ 3 chiêu thôi các bạn ơi. Mình sẽ tạm thời không nói, chỉ có spam nút bít để mà đập nó chết thôi. Tí nữa bắt xong giết xong cái con này thì mình nói tiếp tục nha. Bữa sau mình phải nhất định là phải kiếm được hai cái hóa thạch để tiến hóa cái con mình tiên này lên cấp độ 3 mới được. Bữa giờ là chưa kiếm được rồi. Bữa sau là phải gõ ra phải tầm 50 cho đến 100 con phách thương thử coi. Nó mà không ra được hai cái hóa thạch nữa để chơi con này luôn. Giờ còn 600 triệu máu mà nó lâu nha. 80 triệu máu. Nhưng mà có cách này là an toàn nhất bây giờ, chứ mấy cách kia không khả thi. Đưa đang đánh cái nó xài chiều chiêu kia nó nổ cái mình chết. Là cái gì không, đánh nó gần chết cái nó bỏ chạy ra khỏi cái chỗ này mất dậy nè. Con này mà tiến hóa lên lên cấp 3 thì đỡ bao nhiêu nhỉ, là nó đánh phải tầm 500k đam rồi, đánh mới có 200k lâu vãi hò. Nó trốn ở kia thiệt các bạn ơi. Đấy đây đây đấy, tôi biết ngay mà. Rồi thấy nó về rồi. Bà nó chứ.
Bây giờ đánh đường chết nó bỏ chạy. Còn nửa cái máu thôi. Cố lên, chắc 10 phút nữa chúng ta sẽ đánh được con này. Đánh xong. Ôi, tầm này mà tu nhanh cái clip này là cũng vãi đạn đấy. Nhưng mà bữa giờ mình không có edit cái video này, mình kiểu mình quay có ra sao thì để nguyên như vậy luôn để cho các bạn coi. Nhiều bạn còn thích coi ARK làm clip 2 tiếng đồng hồ up lên coi cho nó đã vãi cả chưởng. Tại vì nó clip 2 tiếng thì nó xử lý lâu hơn, nó không có chất lượng HD là các bạn phải đợi đấy. Hơn 1 tiếng là đã xử lý khá là lâu rồi. Bạn đòi 2 tiếng đồng hồ thì nó xử lý chắc phải tầm 5 tiếng mới xong á, tùy vào điều kiện mạng nữa. Nhưng mà mình nghĩ các bạn đang xem clip này chắc là phải qua 11 giờ trưa mới xem được. Có thể là 11 giờ 15 hoặc là 11 giờ rưỡi gì đấy các bạn mới coi được. Ai quay không giỡn nha bro. Họ đang đánh nhau bỏ chạy là sao? Bạn nãy giờ ngồi đợi mình cầm kiếm mình giải vào đầu nó. Bỏ tay quá đây. Rồi nó là âm mưu. Nó là âm mưu nó chạy nữa. Con lợn này. Đi một chỗ dùm đi ông ơi. Ông đi hoài. Mất thời gian. Đã đánh lâu rồi mà cứ thích câu giờ. Trời. Đừng chờ rớt game chứ. Giật mình. Trời ơi, con cứu này có một phần chui xuống ngóc cho nó giảm đam còn 80.000 chứ. Đây, đứng nó đi. Nó đi đâu nữa, mệt quá. Là chiêu này nó không có tốn stamina nhiều á, cho nên là khi mà mình vung chiêu thì nó hồi lại full stamina, nó đỡ mà thương cái lúc ít của mình thôi, liệt lúc ít luôn. Con này mà nó không đánh lên turbo là hồi nãy giờ mình gõ ra cái con turbino nó phụ mình đam rồi đấy. Có đánh lên turbo mới là vấn đề, nên là phải một mình điều khiển một con thôi, chứ không cho hai một con mình điều khiển một con nó đánh phụ được. Để
con kia không có được vừa an toàn, không được hồi stamina, không được hồi máu này, không được giải turbo, khả năng chết rất là cao. Sắp được rồi các bạn ơi. Chiến thắng đây rồi. Không biết cái con Seagalin này có được tiến hóa lên thêm nữa không ta? Lúc này nè, nó mà ulti một cái mình chết trên thú cái ha, xong nó phun máu lại nha. Cái đó gọi là, nó gọi là tột cùng cái sự gọi là cái cứu đấy. Liên tục lặp lại, nó vỗ giữa tay. Ten.
gắng được ở đây rồi, không lẽ không cố gắng nốt các bạn, đúng không? 58 triệu máu. Khó tập này là hơi dài nha. Nãy giờ mình xin em đồng hồ xin thương là phải tầm hơn 1 tiếng 10 phút rồi đấy. Má trời quá đất. Đấy. Các bạn phải gọi là đền công cho cái công lao xứng đáng của mình nha, bằng cách like, share với lại đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạn nào có điều kiện nữa thì donate. Đấy. Có mấy trang ủng hộ player đua Bible nè. Đấy. Ủng hộ mình tiền, có tiền nâng cấp máy lên, chơi game mượt mà hơn, chơi game mấy game nặng nặng trong tương lai. Đây rồi, 10 triệu. Chuẩn bị giết được nó rồi. Tính tiền các bạn ơi. Đây rồi, thời khắc sắp sửa đến. Và đó là đây rồi. Yeah, cuối cùng chúng ta cũng thành công trong cái việc mà tiêu diệt cái con quỷ này, nó khó như chó vậy. Yeah. Đây rồi, một khúc xương để chúng ta triệu hồi. Như đây, Collect on Scrolls. Á đồ. Ủa. Bán cái đồ để làm cái đồ sơ mới ra không ta? Đọc tiếng coi. Collect on Taboo Scroll to make next step bot. Đồ. Về vậy. Cắt đi. Cái này phải đâu dính miệng chai chết nữa. Ngu người. Đây rồi. Here we go. Segalin. Cuối cùng cũng thành công. Đổ mồ hôi sôi nước mắt. Bắt con này lẹ thôi để kết thúc clip nữa, chứ đợi nãy giờ các bạn đợi lâu là lâu rồi. Hơn một tiếng rồi. Đang bắt cái con này cho xong. Xung ra đây là bóng đá đứng tiếp vậy. Bao nhiêu tôi bò đây? 75 triệu đô. Không, tầm 4 tên là xỉu rồi. Mình ồ lên vậy thôi. Cái nỏ của mình nâng cấp lên rồi, nó không phải bắn 5 triệu mà là 30 mấy triệu đấy. Yeah. Tể tướng Segalin cuối cùng cũng bị mình thu phục. Tuyệt vời. Đây rồi, thời khắc này. Mừng quá, nãy giờ mới xong à. Ủa là la. Test đam cho nóng nè. Để chiêu coi, con này bay được không vậy? Bay được không ta? Không bay được à? Con này không bay được các bạn ạ. À. Xài chiêu nè. Ui. Một chém 65.000 đam. Đẹp nhờ. Đâu thằng nào nữa.
Phải rồi. Ui, bắn trưởng 14.000 đam. Đâu? Thằng nào đâu? Bước ra đây. UAC coi. Wow. Ui. Đù. Con boss Scarlet Flower. Thôi, ghê quá, ghê quá. Wow. Nhưng mà nó còn giật đam nữa các bạn ạ. Thì con này mạnh nha, con này mạnh nha. Không yếu đâu. Đù. Được. Phải như thế chứ, xứng đáng với công sức mà nãy giờ bỏ ra chứ. Thử chú ít nè. Ây da. Chích lên trời một cái một mấy con chết. Uầy. Ui. Ok. QC của mình gây turbo các bạn ạ. À. QC của mình có lên turbo. Được chưa? À, ok. Các bạn để ý mình biến chút xíu xíu đây nè các bạn. À, thấy không? Mình thua nhỏ lại có một chút chiếu chiếu chiêu nè. Giờ phước. Chưa quy coi. Xoay giáo. Wow. Hấp dẫn. Hãy đỡ. Ồ, con này mạnh nha. Ôi dùng con này mấy tập sau ngon lắm nè. Con có chung rồi không ta? Không có. Ca cho đích. À đây, chú Quy nè. Full mắt. Rồi. Ngó mạnh như đời tới. Đây rồi, nâng mắt máu. Mắt đam. Mắt sụp đích. Rồi, nó bay chết. Nó bay sẽ chết với tay của anh. Ôi. Chú này bắn súng hả? Vãi nồi vậy. Quay. Phải đi. Một pẹt. 1.900.000 đam. Nhưng dù phải nó có nhiều, nhiều đó đam mà bạn nó không lên được. Xe coi. Quay. 823.000 sau đó nó sẽ đốt. Hút máu ở trong cái phạm vi đấy, 1.300.000 nè. Ui. Wow. Chiêu này đẹp mắt vậy. Hết rồi. Đấy, chừng từng đó chiêu thôi hết rồi các bạn. Không, nhưng mà quá mãn nhãn đối với con này rồi. Thôi, nghỉ thôi bạn. Tập này gần 1 tiếng 20 phút rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video hôm nay của mình. Nếu như các bạn thấy hay, ủng hộ mình tiếp tục series này thì nhớ để lại cho mình một like cũng như là một lượt subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Hẹn là các bạn vào tập sau. Mình nghỉ đây nhé. Bye bye.